đêm qua đã tàn rồi, giờ vinh quang Chúa rạng ngời, ngày từ lên anh vui. Con hãy nghe Chúa về trời, ngài ban cho khắp trần đời mừng hát đi người. Chúa đã sống lại rồi, Chúa đã sống lại thật rồi, người ơi vui lên tiếng ca. Chúa đã sống lại rồi, Chúa chỉ sống từ thôi, tim vui hạnh phúc không vui. Thiên Chúa là thần già, tình yêu tôi quá nhiều màu, ngài chưa bao lần để cho nhân thế khổ xa, mượn niềm vui sống ngọt ngào, hạnh phúc mai ngàn sao. Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại. Mừng Chúa Kitô sống lại rồi, thiên thần long trọng báo tin vui. Mồ không vải liền còn nguyên đó, Chúa đã phục sinh thật tuyệt vời. Chúa đã sống lại rồi, Chúa đã sống lại thật rồi, người ơi vui lên tiếng ca. Chúa đã sống lại rồi, Chúa chỉ sống từ thôi, niềm buồn hạnh phúc không ngừng. Sống lại thật rồi, người ơi vui lên tiếng ca. Chúa đã sống lại thật rồi, Chúa chỉ sống từ thôi, niềm buồn hạnh phúc không ngừng. Hằng theo chân Chúa mọi ngày, đường thương đau dấu còn dài, nguyện thề đâu dám phai. Vì hy sinh bác thập mình, để mai sau sống trọn tình cùng Chúa trong nguyện mình. Hồn xác chúng con, yên chúng con, lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con ca ngợi và tán dương Chúa, chúng con thờ lạy và kính mến Chúa. Hôm nay cộng đoàn giáo xứ chúng con cùng tôn vinh Chúa. Xin Chúa chúc lành cho cuộc rước của chúng con, đem lại niềm vui và bình an cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Vì có Chúa tình yêu đang ở với ta,
cuộc đổi đời dựng xây trần gian, ước mơ thái hòa đang mạnh tay dập tắt lửa chiến, có Chúa tình yêu đang ở với ta. Chúa yêu trần thế đã chết cho đời, Hallelujah, và đã sống lại, Hallelujah. Cuộc đổi đời và ai đang dựng xây cho trần giới, vì có Chúa và hoa đang ở với ta. Chúa yêu trần thế, Hallelujah, đã chết cho đời, Hallelujah, và đã sống lại, Hallelujah, hát lên người ơi, Hallelujah, hát lên người ơi, Hallelujah. Sáng tươi huyền diệu, Hallelujah, là một kiếp người, Hallelujah, được Chúa thương yêu. Mừng hát hay những ai mơ mùa thái hòa, và ai đang mạnh tay tắt lửa chiến, vì có Chúa bình yên đang ở với ta. Chúa yêu trần thế, Hallelujah, đã chết cho sống lại, Hallelujah, hát lên người ơi, Hallelujah, hát lên người ơi, Hallelujah, sáng tươi huyền diệu, Hallelujah, là một kiếp người, Hallelujah, được Chúa thương yêu. Chúa yêu trần thế, Hallelujah, Chúa yêu trần thế. Sống lại, Hallelujah.
bơ vơ, cô đơn nghèo khó. Hãy vui lên, mừng hát lên khúc ca phục sinh. Vì Chúa Giêsu Kitô đã chiến thắng tử thần, đã hoàn tất ơn cứu độ chúng sinh. Hiên bình người đem vinh quang rực rỡ.
Chúa đã yêu thương hết mọi loài,
không ghét bỏ bất cứ ai. Chúa nhân ngài lòng tin, chúc tôi lỗi con người, để con người ăn năn sám hối mà được Chúa thứ tha. Vì Chúa ngài chính là Cha, vì Chúa là Chúa chúng ta. Chúa đã yêu thương hết mọi loài, ngài không ghét bỏ bất cứ ai. Chúa đã yêu thương hết mọi loài, ngài không ghét bỏ bất cứ ai. Ngài không ghét bỏ bất cứ ai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quang Chúa xa nơi này từ liên trời. Ông ơn Thiên Chúa tuyệt vời, Ngài ban cho khắp trần đời mừng hát lên người ơi. Dồn dã trong tim ngày đêm tán dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình Cha, giữa Chúa sa mạc chảy ra Chúa như nguồn nước tràn hòa. Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ, vồn vã cánh tay Ngài đưa dắt con vào miền thương nhớ. Trên rượu đào Ngài chuốc chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dâng trào. Xin dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, huyền hồn con mãi đêm trôi hương tình yêu ôn tuyệt vời. Đến đời đời Ngài vẫn yêu con mà thôi, Ngài vẫn yêu con chẳng nguôi, dẫu cho trần gian tan biến. Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con, có chi hơn được Chúa thương thế gian thành cõi thiên đường. Nếu ngày nào Ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào chân thế kia con mãi mê, Chúa ơi xin đừng trôi trên, hãy thương.
luôn dìu bước con về. Dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bỏ hành thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, nguyện hồn con mãi êm trôi, hương tình yêu ôi tuyệt vời. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bỏ hành thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, nguyện hồn con mãi êm trôi, hương tình yêu ôi tuyệt vời. Rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết cha thập hình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa ngài dạy hãy thương tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như cha hiền ngóng trông con về để đón người con, lòng thương xót của ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Chúa Ngài là nguồn suối ân, ban ơn thiêng của Chúa đến gian trần. Lạy Chúa Ngài bảo con bước theo, loan tin vui của Ngài cho thế giới. Đem yêu thương ngập tràn muôn khắp chốn, gieo hân hoan vào lòng người đau khổ. Để đem tin mừng phúc âm của Ngài, để đón nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý cụ ông bà và anh chị em, cộng đoàn chúng ta vừa tham dự nghi thức cung nghinh tưởng Chúa Giêsu phục sinh. Đó là một niềm tin vĩ đại, một niềm tin rất cao cả trong đạo Công giáo của chúng ta. Hôm nay chúng ta tham dự thánh lễ đặc biệt này
chúng ta ca ngợi và tôn vinh Chúa Giêsu phục sinh. Chúng ta nài xin Chúa là đấng đầy lòng thương xót, ban cho mỗi người chúng ta ơn bình an và niềm vui của Chúa phục sinh. Giờ đây chúng ta hãy thành tâm nhìn nhận tội lỗi chúng ta để dâng ý nguyện tốt lành đó lên Thiên Chúa là đấng phục sinh ban cho chúng ta. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em thần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha từ ái, ngày hôm nay Đức Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Nay chúng con đang hoan hỷ mừng người sống lại. Xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới, để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng đấng phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Bấy giờ tại nhà ông Cornelio ở Cesare, ông Phêrô lên tiếng nói: Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gioan giao giảng. Quý vị biết rõ Đức Giê-su xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người. Đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Đó là lời Chúa. Thank you.
Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Thưa anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người và cùng Người hưởng phúc vinh quang. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. Người hỏi họ: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết về những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi: chuyện gì vậy? Họ thưa:
chuyện ông Giê-xu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, và còn nói đã thấy thiên thần hiện ra và bảo người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và đã thấy sự việc y như các bà nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ Đức Giê-xu nói với hai ông rằng: các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi tới gần làng họ muốn đến, Đức Giê-xu như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người bào vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và nhận ra người. Nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: dọc đường, khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: Chúa đã trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa. Cũng như thói quen của người Việt Nam, sau khi đã an táng người thân, chúng ta còn ra thăm mộ để than khóc, để kể lể và để chăm sóc phần mộ cho những người thân. Chính vì thế, sau khi ngày Sa-bát đã đi qua, những người phụ nữ đã ra viếng mộ của Chúa Giê-xu. Nhưng thật bất ngờ, bởi vì tảng đá đã lăn ra khỏi mộ, Chúa Giê-xu Kitô đã phục sinh vinh quang. Các ngôn sứ, các thiên sứ đã loan báo cho các bà biết Đức Giê-xu không còn ở đây nữa. Đây là nơi đã an táng Ngài và Ngài đã trỗi dậy. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, ngày thứ nhất trong tuần đã trở nên ngày của Chúa. Khi Đức Giê-xu trỗi dậy, ngày thứ ba cũng là ngày thứ nhất trong tuần, thì ngày thứ nhất trong tuần đã trở nên ngày của Chúa. Và đối với chúng ta, những người tín hữu, ngày ấy được gọi là ngày Chúa Nhật,
tức là ngày của Chúa. Còn như anh chị em khác, có lẽ không hiểu vì lý do tại sao, nhưng vẫn họ vẫn gọi đó là ngày Chủ nhật, cũng có ý nghĩa đó là ngày của Chúa. Và ngày thứ nhất trong tuần trở nên ngày của Chúa. Và ngày ấy là Chủ nhật hôm nay, là ngày lễ mừng Đức Giêsu Kitô đã phục sinh. Và lễ này được gọi, được coi là lễ trọng nhất trong niên lịch phụng vụ của phụng vụ Kitô giáo, mừng Chúa đã phục sinh. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã có một thời gian dài để chuẩn bị mừng lễ này, và chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu rất nhiều qua các giờ suy ngẫm, qua các giờ cầu nguyện, qua những chia sẻ. Và hôm nay tôi không muốn nói gì thêm nữa. Tôi chỉ muốn gợi ý thêm để một chút nữa về những gì mà chúng ta đã cùng nói với nhau trong Tam Nhật vượt qua. Trong ngày khởi đầu của Tam Nhật vượt qua, thưa quý ông bà và anh chị em, tôi đã gợi ý để mọi người cùng chiêm ngắm Chúa Giêsu qua những gì mà Ngài đã thực hiện. Những việc được coi là vô cùng kỳ diệu, vô cùng bất ngờ và rất lạ lùng. Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể. Chúa Giêsu đã thiết lập chức linh mục. Chúa Giêsu đã ban dưới dân mới yêu thương. Đức Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ. Đức Giêsu đã tự nguyện đón nhận cái chết trên thập giá. Đức Giêsu Kitô đã được an táng trong mộ. Và cuối cùng thì tất cả những điều đó để chuẩn bị cho việc Đức Giêsu trỗi dậy trong vinh quang. Đó là sự cao cả, đó là sự bất ngờ, đó là sự lớn lao lạ lùng nhất mà Đức Giêsu đã thực hiện. Thưa quý ông bà và anh chị em, hôm bắt đầu khởi đầu vào Tam Nhật vượt qua, tôi đã gợi ý với anh chị em để hiểu, để tìm hiểu cái lò phản ứng nguyên tử mang tên Giêsu. Tại sao vậy? Bởi vì nếu chúng ta cùng nhau theo dõi, chiêm ngắm Chúa Giêsu trong toàn bộ cuộc thương khó của Ngài, thì chúng ta sẽ hiểu cái lò phản ứng nguyên tử mang tên Giêsu có nghĩa là gì. Bởi vì biết bao nhiêu hận thù, biết bao nhiêu ghen ghét, biết bao nhiêu kiêu căng, biết bao nhiêu gian ác, biết bao nhiêu hận thù đã trút lên đầu của Giêsu. Thật thế, nếu chúng ta theo dõi cuộc thương khó của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy bản án của Cai-pha trong tòa đạo, cũng như bản án của Phi-la-tô nơi tòa đời, đều là những bản án bất công. Bởi vì cho dù xét về mặt tôn giáo hay phát về mặt chính trị, thì người ta không có lý do gì, không tìm ra được bằng chứng gì để kết án Chúa Giêsu. Nhưng mà rồi cuối cùng thì làm sao? Cuối cùng vì sự ghen tức của người Do Thái, sự hèn hạ của Phi-la-tô, bản án vẫn được đưa ra. Bản án ấy là sự bất công, bản án ấy là sự gian ác, bản án ấy là sự ghen tị, bản án ấy là sự thù địch. Tất cả đổ trên đầu của Đức Giêsu. Nhưng mà điều gì xảy ra, thưa quý ông bà và anh chị em?
bản án ấy đã đổ nơi tất cả trên đầu của Chúa Giêsu, nhưng mà nơi Chúa Giêsu là được gọi là cái lò phản ứng nguyên tử. Nó sinh ra điều gì? Thưa, nó sinh ra yêu thương. Thưa quý ông bà và anh chị em, sự ghen ghét thù địch trút lên đầu Giêsu, thì cái lò nguyên tử Giêsu phản ứng là gì? Đó là yêu thương. Cái sự ghen tị, ghen tức, thù hận đổ trên đầu của Giêsu thì nó phản ứng là gì? Thưa, phản ứng là sự tha thứ. Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Chúng ta thử hình dung những kẻ giết Đức Giêsu ở dưới chân thập giá, nó hả hê, nó cười đùa và nó nhạo báng cũng như thách thức Chúa Giêsu. Vậy mà Chúa Giêsu đối lại, đáp lại những hành vi, cử chỉ, lời nói của họ đối với mình là gì? Cha ơi, Cha tha cho họ đi vì họ không biết việc họ làm. Và điều mà tôi muốn chia sẻ thêm trong ngày đại lễ hôm nay đó là gì? Đó là sự chết. Hàng đầu mục Do Thái muốn tiêu diệt Chúa Giêsu, muốn thủ tiêu Chúa Giêsu thì rõ quá rồi. Bởi vì làm sao? Bởi vì họ thấy Chúa Giêsu là nguy hiểm cho cái chỗ đứng của họ. Họ cho rằng dân chúng chạy theo Chúa Giêsu và uy tín cũng như địa vị của họ bị đe dọa. Còn dân chúng cũng muốn thủ tiêu Chúa Giêsu, kết thúc câu chuyện mang tên Giêsu, bởi vì Đức Giêsu đã không đáp ứng những yêu sách và hoài bão của họ. Bởi vì họ muốn Chúa Giêsu sẽ làm vua, họ muốn Chúa Giêsu sẽ lên ngôi, họ muốn Chúa Giêsu sẽ dùng quyền năng của Ngài thống trị thế giới. Nhưng Đức Giêsu đã không thực hiện điều đó. Cho nên họ cho rằng Chúa Giêsu đã phản bội họ. Họ cho rằng Chúa Giêsu đã không đáp ứng được những nguyện vọng của họ. Và để kết thúc câu chuyện của Giêsu, họ đòi đóng đinh nó vào thập giá. Như vậy, không những là sự thù hận, không những là sự gian ác, không những là sự ghen ghét, mà cuối cùng thì họ trút lên đầu Giêsu cái chết. Họ trút lên đầu Giêsu cái chết là một bản án cho dù là bất công. Và phản ứng lại của lò nguyên tử mang tên Giêsu là gì? Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là sự phục sinh. Đó là sự phục sinh. Đức Giêsu Kitô đã tự nguyện đón nhận cái chết thay cho mọi người. Và nhờ quyền năng Thiên Chúa, Ngài đã phục sinh vinh quang. Và đó chính là câu trả lời của Chúa Giêsu cho cái bản án bất công đã dành cho Chúa. Nếu như Chúa Giêsu đã tha thứ cho kẻ có tội, nếu như Chúa Giêsu đã yêu thương đến cùng đối với tội nhân, thì Chúa cũng ban sự sống đời đời cho nhân loại vì người đã tự nguyện đón nhận cái chết thay cho mọi người. Chính vì thế, niềm vui của chúng ta ngày hôm nay là không những là niềm vui lớn lao, niềm vui trọng đại, nhưng còn là niềm vui trọn vẹn nữa. Vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay tất cả chúng ta cùng cất cao lời ca Alleluia, Chúa đã phục sinh.
Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu Chúa phục sinh không thôi thì dường như điều đó cũng không hẳn là niềm vui lớn lao thật sự, nếu nó không phải là chúng ta cũng đã phục sinh. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong 40 ngày trai thánh vừa qua, chúng ta đã cùng nhau cố gắng cầu nguyện, suy ngẫm sự thương khó của Chúa Giêsu, ăn chay hám mình, và chúng ta cũng đã cố gắng để được trỗi dậy với Chúa Giêsu phục sinh. Nếu chúng ta đã cố gắng san sẻ cho những người nghèo một phần nào đó của cải của chúng ta, nếu chúng ta đã cố gắng để tôi luyện bản thân, nếu chúng ta đã cố gắng để tập thành nhân đức, thì hôm nay chúng ta có quyền để nói rằng tôi cũng đã phục sinh, bởi vì tôi đã đổi mới, tôi đã nên con người mới. Và đúng, chỉ có như thế chúng ta đã mới có thể gọi là sống đúng tinh thần của mùa chay. Chúa đã phục sinh và tôi đã phục sinh. Nếu người ta ném trên đầu Chúa, chút trên đầu Chúa hận thù, Chúa đáp lại bằng yêu thương. Nếu người ta chút trên đầu Chúa trên sự gian ác, Chúa đã đáp lại bằng sự tha thứ. Nếu người ta chút trên đầu Chúa sự chết, đáp trả lại, Chúa đáp trả lại bằng sự phục sinh, thì tôi cũng phải như vậy. Nếu như người ta đối xử với tôi bất công, tôi vẫn đáp lại với người ta bằng công lý. Nếu người ta đối xử với tôi bằng sự ghen tị, tôi vẫn đáp lại bằng tình yêu thương. Nếu người ta đối xử với tôi bằng những sự gian ác, tôi vẫn đối xử lại bằng lòng yêu thương, thương xót của Chúa. Thì như thế là tôi đã phục sinh ngay từ hôm nay, tôi đã phục sinh ngay từ bây giờ, và tôi xứng đáng được phục sinh mãi mãi. Amen. Yeah.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã thương đổi mới hội thánh. Xin Chúa cũng luôn luôn che chở giữ gìn, để hội thánh được thấy ngày sống lại vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin quý ông bà anh chị em vui lòng ngồi lại. Thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, có một cha kia khi tổ chức thánh lễ long trọng tại giáo xứ của mình, sau đó thì ngài chém gió như thế này, bảo là con xin mấy hạt mưa mà không được, xin mấy hạt mưa mà không được. Và trong mấy ngày hôm nay thì chúng ta dường như là cũng xin mấy hạt mưa mà Chúa không cho, bởi vì Chúa quá yêu thương, lòng thương xót của Chúa mênh mông đối với giáo xứ. Và một tràng pháo tay dài dài để tạ ơn Chúa. Vâng, tràng pháo tay như là dài không muốn chấm dứt, bởi vì tình thương của Chúa bao la hàng hà rộng lớn dành cho giáo xứ chúng ta. Rồi để đạt được những kết quả như chúng ta thấy thì chắc chắn đó là sự vất vả, cố gắng của ban chánh chương, ban hành giáo cũng như của các hội đoàn đạo đức. Xin một tràng pháo tay thật lớn nữa để trả cảm ơn tất cả mọi người. Và mặc dầu vẫn còn có những hạt sạn trong tất cả các lễ nghi, nhưng mà đó chắc chắn là sự cố gắng nỗ lực của anh chị em ca đoàn Sicilia, ca đoàn Thánh Gia. Tôi là người gần đây tôi hiểu được, cho nên cảm ơn anh chị em. Rồi thưa quý ông bà và anh chị em, để có những một thánh lễ có một cái khuôn viên lúc nào cũng trang nghiêm, đó là sự âm thầm phục vụ của những người làm gọi là công tác vệ sinh môi trường. Nghe nó oai nhưng thực ra chỉ gọi là vệ sinh nhà thờ, sân nhà thờ, rồi sự góp giúp đỡ của các bác bảo vệ, cho nên là một tràng pháo tay nữa để cảm ơn tất cả mọi người. Rồi ví dụ như là nhà thờ chúng ta thấy có đẹp không? Hoa rất là đẹp, trang trí rất là đẹp, cũng như tất cả những cái sự phục vụ âm thầm. Cho nên là xin cảm ơn những người phục vụ âm thầm, cả các em thiếu nhi thánh thể nữa. Và cứ như thế này thì đến Tết cũng không xong, cho nên là thôi tôi xin được phép là cảm ơn tất cả mọi người và chẳng pháo tay tất cả. Cả các cậu giúp lễ, các em thiếu nhi thánh thể. Mặc dù vậy thì cũng phải dành một tràng pháo tay riêng để cảm ơn đoàn kim nhạc và đoàn nam nhạc của giáo xứ An Quý cũng phục vụ. Thưa quý ông bà và anh chị em, hôm qua tôi trong lúc mà đi đằng thánh giá, tôi vào trong nhà thờ để kiểm tra có một số người không đi theo đường đoàn rước. Thế họ mới bảo với tôi rằng thì là thế cha, tại vì chúng con cứ đi vào cuối hàng. Thế thì cuối hàng thì thứ nhất là vì tại vì không có tham gia hội đoàn nào cả, cứ đứng giữa rời thôi, không chịu tham gia vào hội đoàn đạo đức, cho nên là mình đi cuối hàng. Thứ hai nữa là nếu mình không đi cuối hàng thì ai sẽ là người đi cuối hàng? Thành ra là lý là lý do lý chấu thôi. Cho nên là tôi xin một lần nữa lưu ý mọi người rằng thì là khi chúng ta đã đến tham dự là chúng ta tham dự tất cả từ đầu đến cuối. Như Đức Cha nói, không được về sớm, bỏ về sớm đã đành rồi, nhưng mà không ai đến đây tham dự như là những người đi nhìn xem bàng quang. Nhưng mà chúng ta cứ đi vào đoàn giữa, dù là ở đầu, dù là ở dưới hay là ở cuối thì cũng không có vấn đề gì cả, bởi vì càng cuối mà càng dài thì đoàn giữa càng đẹp, càng long trọng, càng sốt sáng. Chứ nếu mà ai cũng nghĩ là mình ở trên đầu thì tất cả đầu hết thì ai là cuối. Vì thế cho nên là cảm ơn tất cả mọi người đã đi vào cuối.
Vâng. Còn những ai, những việc nào mà tôi chưa kịp cảm ơn thì dùng một tràng pháo tay nữa để cảm ơn tất cả. Vâng, xin mọi người chúng ta cùng đứng lên để kết thúc thánh lễ. Con xin cộng đoàn cùng đón nhận phép lành đặc biệt trong ngày đại lễ hôm nay. Thiên Chúa đấng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và làm ơn nghĩa tử nhờ sự phục sinh của con một ngày, xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã được lãnh nhận ơn tự do mãi mãi. Ước chi nhờ ơn Ngài rộng ban, anh chị em được thông phần gia nghiệp của người đến muôn đời. Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây nhờ sống ngay chính, anh chị em đáng được đến với người trong nước trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia.